Chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà ở vị trí là phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với thông số nhà rất là đẹp nha quý vị. 30m², xây dựng là 4 tầng. Giá chào bán của cái căn nhà này là 1.950.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ. Với căn nhà đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện từng căn, hồ sơ nước từng căn nha quý vị. Giá chào bán thì vô cùng hợp lý với cái vị trí của ngôi nhà. Ngõ trước nhà là 2m2, cách trục đường ô tô đi là khoảng tầm 70m. Cạnh cái khu vực nhà ở là có đầy đủ những cái tiện ích xung quanh, có bãi đỗ xe ngày đêm, gần với lại trạm y tế phường, trường mầm non, trường tiểu học Phú Lương, rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương nha quý vị. Từ vị trí của ngôi nhà này, chắc chắn quý khách hàng sẽ biết đến trường Đại học Đại Nam, biết với lại chợ Xóm và biết với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Thì từ bán kính của ngôi nhà này ra những cái vị trí đó, nó chỉ rơi vào bán kính 1,5 km thôi thưa quý vị. Thông số nhà của ngôi nhà này rất là đẹp. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m6 nha quý vị, rất là rộng. Hướng nhà là hướng đông bắc, rất là mát. Và quý vị ơi, với cái phần mặt tiền thì chủ đầu tư cái căn nhà này đã ốp toàn bộ là đá granite, và cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Vị trí của ngôi nhà rất là ok. Và Ngọc Ánh xin nói thêm với quý vị, với cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 600 triệu đồng là đã có thể dọn đồ về ở ngay. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng 25 năm với lãi suất ưu đãi nhất chỉ 7,5% một năm đầu thôi thưa quý vị. Thời hạn vay rất là dài, lãi suất thì lại vô cùng ưu đãi. Vậy thì quý khách hàng khi mà đã có 5 đến 600 triệu đồng thì còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình cái căn nhà 4 tầng đầy đủ tiện ích, đầy đủ tiện nghi, sinh hoạt xung quanh đi lại vô cùng thuận tiện như thế này ạ. Đây, Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà nha mọi người. Đó chính là phòng khách. Thì theo trên hiện trạng video, căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay đã hoàn thiện 100% về các cái hạ tầng trong nhà. Về phần gạch lát nền là kích thước 60-60, phần sơn đã được hoàn thiện đầy đủ với tông màu trắng kết hợp với lại màu gạch rất là hài hòa. Trần thạch cao của ngôi nhà thiết kế theo kiểu giật cấp và đèn led âm trần chiếu sáng, tiết kiệm điện nha mọi người. Ở đây, nước sạch sử dụng là nước sạch quận Hà Đông và điện lực là điện lực Hà Nội nha mọi người. Mọi người yên tâm sử dụng ạ. Đó. Và tầng 1 còn có phòng bếp. Thì đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người nha. Toàn bộ chất liệu tủ bếp của ngôi nhà này là tủ gỗ An Cường. Nhắc đến tủ gỗ An Cường thì chắc chắn là nhiều quý khách hàng biết tới đúng không ạ? Đã có tên tuổi trên thị trường rồi. Chất liệu cũng như là cái sử dụng và cái thương hiệu của người ta rất là lâu năm, nên đảm bảo là quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của cái tủ bếp này. Và thiết kế cái mẫu mã cũng rất là trẻ trung, tươi trẻ và rất là đẹp. Đồng thời cái tủ bếp này là có toàn bộ phụ kiện bếp là chất liệu inox 304, bồn rửa là chậu đúc liền khối đó, và vòi rửa nha mọi người. Đấy, đã có nước rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Với cái gian phòng bếp này thì Ngọc Ánh chia sẻ luôn với các chị em nội trợ là ai cũng thích. Bởi vì sao? Nó thiết kế rất là hài hòa, cũng như là cái màu sắc, cảm giác nấu ăn nó rất là mát, nó tươi trẻ nha mọi người. Và tầng 1 của ngôi nhà còn có thêm một phòng vệ sinh phụ. Thì phòng vệ sinh phụ ở tầng 1 đầy đủ về bồn cầu liền khối, cũng như là vòi chậu, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với căn nhà này đã có bồn nước ở trên phía tầng 4, đó là bồn 1 khối sử dụng. Và cái phần tầng 1 là đã có bể ngầm với cái lượng là 2 khối 7 nha mọi người. Đó. Tiếp theo đó chính là phần tay vịn cầu thang. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, tay vịn cầu thang được thiết kế hoàn toàn là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc của bậc cầu thang được thiết kế là ốp đá granite màu xanh. Và phía cầu thang và phòng khách thì được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC đây mọi người ơi. Rất là đẹp để trang trí, cũng như là ở đây nó là về phong thủy ý mọi người, để ngăn cách giữa cầu thang và phía phòng khách và phía cửa chính của ngôi nhà. Như mọi người biết rồi, Ngọc Ánh đã chia sẻ hướng nhà là hướng đông bắc, rất rất là mát. Và từ vị trí của ngôi nhà đấy,
cách với lại bãi đỗ xe ô tô chỉ khoảng tầm 70 mét thôi. Bãi đỗ xe ô tô ngày đêm nha mọi người, xung quanh mọi người có thể hại, ví dụ như là các quý anh chị mà có con đang trong tầm tuổi đi học trường mầm non cấp 1, cấp 2 thì vị trí của ngôi nhà khẳng định với mọi người gần như là quá ổn luôn, quá là đẹp, quá là tiện ích, đi ra trục đường rất là gần. Tiếp theo mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà nhé. Và thưa quý vị, trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh theo kiểu master mọi người ạ. Với phòng ngủ này thì quý khách hàng có thể nhìn thấy rất là rộng. Diện tích cái căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm gần 20m² đấy mọi người. Vuông vắn rất là đẹp, với cái khoảng mặt tiền 3m6 thì cái ngôi nhà này vô cùng thoáng nha. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây mọi người ơi, rất là mát. Và các cái căn phòng ngủ này chủ đầu tư đều để sát ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Mọi người đấy chỉ việc mua đồ về và sử dụng ngay với ngôi nhà này. Ở phía tầng 2 của ngôi nhà là chủ đầu tư cũng làm toàn bộ màu sơn và màu gạch tương đồng với nhau. Gạch kích thước là 60-60 vân đá granite và là màu trắng nha mọi người. Đồng thời sơn của ngôi nhà cũng vậy. Trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đầy đủ. Và cái phòng ngủ này phải nói luôn là quá rộng mọi người ạ. Cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh thì đều được thiết kế một chất liệu, đó chính là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đồng thời trong cái gian phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh hướng vào phía bên trong nha mọi người. Đây là gian phòng vệ sinh, đây mọi người nhìn thấy không, rất là đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc, bồn cầu này, vòi xịt này, hệ thống bàn đá lavabo. Và cái căn phòng này thì đã có bình nóng lạnh rồi nha mọi người, đó, quạt hút mùi, thiết kế rất là đầy đủ, gần như là gạch ốp từ 30-60 lên trên tới tận trần này, rất là sạch sẽ. Và cái màu gạch ở trong nhà vệ sinh cũng tương đồng với cái màu gạch ở bên ngoài mọi người ơi, rất là hài hòa. Đó, đây là tầng 2 rồi, mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà ngắm thêm tầng 3 thiết kế như thế nào nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ và phòng vệ sinh. Thì ở trên cái tầng 3 này mọi người ạ, phòng vệ sinh là chủ đầu tư thiết kế ở bên ngoài, không thiết kế ở bên trong phòng nữa. Và trên tầng 3 thì có thiết kế cách điệu một chút về cái cửa sổ, như ở phía dưới tầng 2 mọi người có thể nhìn thấy thì cửa sổ là một cửa lớn, còn ở trên tầng 3 này thì thiết kế là hai cửa sổ ở bên ngoài. Nó cách điệu đi một chút, nhìn cho các tầng nó khác nhau, nó không bị nhàm chán ấy mọi người. Đó, mở cửa ra thì rất là mát đây. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được sắp đặt đầy đủ hết rồi. Từ vị trí ngôi nhà Ngọc Ánh phải chia sẻ với mọi người, nó rất là gần với lại chợ dân sinh. Quý khách hàng chỉ việc có đi bộ thôi cũng đi ra được đến chợ, kể cả là trường mầm non, trường tiểu học cũng vậy. Đưa con em mình đi học vô cùng tiện. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh cũng nói như ban đầu rồi, quý khách hàng chỉ phải chi trả với mức thấp nhất là 600 triệu đồng là đã có thể sở hữu cái ngôi nhà này về ở ngay lập tức. Với cái giá chào bán 1 tỷ 950 triệu đồng thì chủ đầu tư bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ đỏ cho mình nha mọi người. Nhà vệ sinh ở tầng 3 đây. Nhà vệ sinh ở tầng 3 thiết kế gần như tương tự tầng 2, nhà vệ sinh thiết kế rất là rộng và cái màu sắc đây gần như nó rất là tươi trẻ. Ngọc Ánh nghĩ rằng là cái quý khách hàng nào đến xem cái căn nhà này cũng sẽ vừa mắt mình, bởi vì là chủ đầu tư là người trẻ tuổi, thiết kế rất là hài hòa, bắt nhịp với những cái phong cách hiện đại gần như là nhất bây giờ so với lại các nhà xây dựng để chào bán tới tay khách hàng. Tiếp theo cũng là phần còn lại của ngôi nhà, đó chính là tầng 4. Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Và quý khách hàng yêu quý của em, ở trên tầng 4 thiết kế như sau. Có một ô giếng trời để lấy thoáng ở phía khu vực ở phía trên tầng 4 này, mọi người có nhìn thấy không? Ô giếng trời rất là lớn, đó, ánh sáng ngập tràn xuống các khu vực cầu thang. Và phía chân Ngọc Ánh đứng ở đây đó chính là khu vực để máy giặt nha mọi người. Đó, hệ thống để máy giặt ở đây. Và đây là cái cũng gọi này, chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cũng giá là cầu kỳ của chủ nhà dành cho quý khách hàng mới. Đó là một cái cầu thang đi lên luôn cái ô ở trên tầng 4 nha mọi người. Ở trên đấy thì chỉ đặt 4 nước thôi, nhưng mà anh chia sẻ đó là 4 nước một khối. Tuy nhiên thì quý khách hàng đấy ở đây đi lên nó rất là tiện. Và tiếp theo của tầng 4 đó là một phòng ngủ nữa.
Thực ra thì đây là chia sẻ cá nhân của em thôi, đây có thể của khách hàng. Bởi vì ở trên tầng 4 này thiết kế một cái khu vực sân phơi, một khu vực để máy giặt và hai phòng, thì có một phòng lớn, một phòng nhỏ. Thì ở đây quý khách hàng có thể thiết kế phòng ngủ, hoặc là thiết kế phòng làm việc, hoặc là thiết kế phòng để đồ. Còn ở đây là một phòng tiếp theo nha mọi người. Đây chính là cái phòng tiếp theo, thì ở trên tầng 4 này, đây mọi người nhìn thấy đây. Đó, thì đây cũng có thể là phòng thờ. Như vậy với cái căn nhà này, diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, có 3 phòng riêng biệt nha mọi người. Phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Hướng nhà là hướng đông bắc, vô cùng mát. Đó, giá chào bán 1 tỷ 950 triệu đồng, thanh toán trả trước 600 triệu tiền mặt là có thể về ở ngay lập tức. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này và vị trí các ngôi nhà khác ở bên Ngọc Ánh, hiện tại còn thấp nhất một căn, đó chính là 1 tỷ 350 triệu đồng, diện tích là 33m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Tất cả các dự án Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng đều đã có đầy đủ sổ đỏ, đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ từng căn nha quý vị. Ngọc Ánh không làm những căn nhà nào mà sổ sách chưa có. Bởi vậy cho nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm và đặt niềm tin vào bất động sản nhà tốt. Vậy thì quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhận được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.